xem tử vi về ngày sinh đại cát đại lợi của người tuổi Dậu về âm lịch. Đối với những ngày sinh đại cát đại lợi của người tuổi Dậu thì gồm các ngày như ngày mùng 5, ngày mùng 6, ngày 15, ngày 17, ngày 19, ngày 21, ngày 23 và ngày 26. Và dưới đây là những thông tin cụ thể về vận trình từng ngày sinh phú quý của người tuổi Dậu. Với ngày sinh, nó là một yếu tố quan trọng và nó cũng ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của mỗi con người. Với ngày sinh tốt, nó góp phần tạo nên lá số tử vi của người đó cát lợi và nó sẽ hứa hẹn một số phận may mắn và tốt lành. Cụ thể với những ngày sinh đại cát đại lợi của người tuổi Dậu là những ngày nào và những ngày sinh khác nó ẩn chứa những bí mật gì về vận thế của con giáp này. Và các bạn thân mến, thứ nhất là về những ngày sinh tốt nhất của người tuổi Dậu. Thứ nhất là người tuổi Dậu mà sinh vào ngày mùng 4 là người trung hậu thành thật, còn trẻ có thể nổi danh và được mọi người ngưỡng mộ. Tài vận không thiếu, mọi việc trôi chảy và hanh thông thuận buồm xuôi gió. Thứ hai là người tuổi Dậu mà sinh vào ngày mùng 5 là người đầu óc thông minh, có khả năng độc lập, mọi chuyện thì toại nguyện, phú quý vinh hoa đầy đủ, vợ chồng hòa thuận, nhìn chung là cuộc đời thông thuận, không có điểm nào đáng ngại. Thứ ba là người tuổi Dậu mà sinh vào ngày mùng 6 là người có trí tuệ vượt trội, suy nghĩ chu đáo, giỏi giang và biết tính toán, sắp xếp mọi kế hoạch cả cuộc đời thành nhiều bại ít, chuyện gì cũng đạt được thành công. Thứ tư là đối với người tuổi Dậu mà sinh vào ngày 15 là người có thiên phú trời ban, không những có thể vang danh bốn bể mà còn có thể để lại phúc ấm cho con cháu về đời sau. Người này có vận mệnh phú quý bền vững lâu dài. Còn đối với người tuổi Dậu mà sinh vào ngày 17 là người có vận số cát tường, đa tài đa nghệ, nhờ mình mà cả nhà được hưởng vinh quang, cơm no áo mặc, thân thể khỏe mạnh, ít ốm đau bệnh tật, gia đình hòa thuận, con cái thì ngoan ngoãn. Còn với người tuổi Dậu mà sinh vào ngày 19 là người có tinh lực dồi dào, đầu óc thông minh, làm việc kiêng nghị và quyết đoán. Người này có thể độc lập xây dựng sự nghiệp mà không cần dựa dẫm vào ai. Người này mưu sự chính xác, ít khi mắc sai lầm, cuộc đời rất thông thuận. Còn đối với người tuổi Dậu mà sinh vào ngày 21 là người thông minh lanh lợi, quý nhân luôn giúp đỡ, là người can đảm tài trí hơn người, là người thanh danh lan xa. Người này cuộc đời có nhiều vận may, gặp nhiều bạn tốt, cuối đời không chỉ có tiền tài mà còn có danh tiếng rất xa. Đối với người tuổi Dậu mà sinh vào ngày 23 là người có đầu óc nhanh nhạy, tài năng linh hoạt, xử sự khôn ngoan và khéo léo, có uy tín nên có thể đạt được thành công lớn. Ra ngoài thì bon chen với đời, không bao giờ chịu thua thiệt. Còn đối với người tuổi Dậu mà sinh vào ngày 26 là người có tài năng thiên phú trong công việc kinh doanh, với con đường tài lộc hanh thông lưu loát, tài nguyên rộng rãi khắp nơi, cuộc đời không lo cơm áo gạo tiền, không bao giờ nghèo túng đối với người sinh vào ngày này. Thứ hai là xem bói những ngày sinh khác cho người tuổi Dậu. Ngoài những ngày sinh tốt ở trên thì với những người tuổi Dậu còn liệt kê ở trên với các ngày sinh khác cũng chứa đựng nhiều thông tin quan trọng về vận mệnh của con giáp này. Và bạn đọc có thể đối chiếu những thông tin ngày sinh của mình để biết trước một điểm chính xác cho cuộc đời, để điều chỉnh đúng hướng, đồng thời có thêm kiến thức cần thiết khi lựa chọn ngày sinh cho em bé tuổi Dậu. Về thứ nhất là đối với người tuổi Dậu mà sinh vào ngày mùng 1 là người có gia đình bất hòa, thường xuyên buồn phiền khổ não, nên làm việc nhiều thiện, tu tâm tích đức thì mới có thể chuyển vận gặp may và cải thiện số phận. Còn người tuổi Dậu mà sinh vào ngày mùng 2 thì chỉ cần là người có ý chí kiên định, nhất định sẽ thành công và không nên đứng núi này trông núi nọ, thay đổi bất ổn thì một đời không phát triển, không có hướng tiến lên. Còn đối với người tuổi Dậu mà sinh vào ngày mùng 3 là người khó có gia đình hạnh phúc, không được nương nhờ cha mẹ, tâm tính thiện lương nhưng vận trình thì không mạnh, nên phải tích đức hành thiện, làm nhiều việc tốt để có thể cải thiện cho số mệnh của mình. Còn đối với người tuổi Dậu mà sinh vào ngày mùng 7 là người có ý chí không chuyên nhất, làm việc thiếu quyết đoán, xử sự cẩn thận, là người thái quá nên không gặp thành công. Người này cần phải bồi dưỡng lòng can đảm và tinh thần liều lĩnh nhiều hơn một chút. Còn đối với người tuổi Dậu
mà sinh vào ngày mùng 8 là người có tính cách khó lường, gặp chuyện thì dao động, bất định nên thường bị hoàn cảnh tác động. Nếu có thể kiên định, bình tĩnh, quyết đoán, gặp chuyện vẫn vững vàng thì sẽ có đại vận phát triển không ngừng. Còn với người tuổi Dậu sinh vào ngày mùng 9 là người một đời nghèo khó vất vả, gian nan khốn khổ, bệnh tật liên miên, là người vô tích sự, không làm được việc gì. Còn đối với người tuổi Dậu sinh vào ngày mùng 10 là người tài hoa, có phúc khí, tính cách táo bạo, sốc nổi nên cuộc đời có thành có bại, lúc lên lúc xuống, khó đoán định trước. Còn người tuổi Dậu sinh vào ngày 11 là người có tính cách gian trá, làm việc không cầu thị, không cầu tiến học hỏi, thiếu kiên trì nhẫn nại nên khó thành công trong sự nghiệp. Còn đối với người tuổi Dậu sinh vào ngày 12 là người thích tiểu sắc, chơi bời phóng đãng, ưa tụ tập đàn đúm, nếu có thể từ bỏ thói hư tật xấu này thì cuộc đời sung sướng, thoải mái hơn rất nhiều. Còn với người tuổi Dậu sinh vào ngày mùng 3 là người mang mệnh cát tường, có chí lớn, là người trung hậu thật thà, chỉ cần người này một lòng một dạ quyết tâm tu tâm thì làm ăn nhất định thành công. Với con người thích vươn xa, không chấp nhận quanh quẩn ở nơi chật hẹp. Còn đối với người tuổi Dậu sinh vào ngày 14 là người là số trời sinh nóng nảy vội vàng, làm việc không suy tính trước sau, không cân nhắc kế hoạch nên thường xuyên thất bại. Người này cần phải học tập cách tiết chế, bình tĩnh, xử sự có tình có lý, nếu biết mưu tính nữa thì mới có thành tựu lớn. Còn với người tuổi Dậu mà sinh vào ngày 16 là người tính cách không kiên định, thường xuyên bỏ cuộc giữa chừng, cần phải nuôi dưỡng nghị lực, chịu được cực khổ nhọc nhằn thì mới làm nên sự nghiệp. Và thành công thì tuy khó nhưng hoàn toàn là người có khả năng. Còn đối với người tuổi Dậu sinh vào ngày 18 là một trong những ngày sinh đẹp của người tuổi Dậu. Đây là mệnh mang quan tinh, có thể làm rạng danh tổ tông, giúp cho gia nghiệp thịnh vượng, ngày càng hương vượng hơn. Tuyệt đối người này không nên kiêu ngạo và tự mãn, vinh váo hung hăng, kẻo vướng vào họa lao ngục. Còn đối với người tuổi Dậu sinh vào ngày 20, tuy là tuổi trẻ gian nan vất vả nhưng là thiên phú tốt, có ý chí quyết tâm cao độ. Với tuổi trung niên thì dần thuận lợi khởi sắc, hậu vận phúc lộc có thừa. Đây là số đại phú đại quý, là mệnh có số cực đẹp. Còn với người tuổi Dậu sinh vào ngày 22 là người thiếu tinh thần nhẫn nại, không có sự chịu đựng, gian khổ, vất vả, chỉ muốn nằm mát ăn bát vàng. Nếu có thể kiên trì đến cùng, không nhụt chí giữa đường thì nhất định tay trắng dựng nên sự nghiệp, không cần phải dựa dẫm vào ai. Còn đối với người tuổi Dậu sinh vào ngày 24 là người có nhân duyên tốt, người thân thì mỏng manh, không dựa được vào gia đình, chỉ có thể tự cố gắng phấn đấu, là người có chí lập nghiệp tốt nhưng lực không đủ nên khó được như ý nguyện, thành ít thì bại nhiều. Với người tuổi Dậu sinh vào ngày 25 là người có tính cách thận trọng, tiền vận gian nan, trung vận chuyển biến tốt, tài nguyên phong phú, người này càng làm càng phát, càng cố gắng càng được đền đáp, không cần lo lắng hoặc là bỏ nhiều mà thu ít. Đối với người tuổi Dậu sinh vào ngày 27 là người có đầu óc thông minh vượt trội, có tài năng văn nghệ, lại luôn nỗ lực tiếp thu, biết vươn lên trong cuộc sống nên nhất định có thể đạt được những thành công, không ngừng gặt hái những thành tựu. Đối với người tuổi Dậu mà sinh vào ngày 28 là người túc trí đa mưu, thông minh linh hoạt, đa tài đa nghệ. Quan trọng nhất là không ngừng kiên trì cố gắng, tự mình phấn đấu thì sẽ đạt được những thành tích rất tốt trong cuộc sống. Còn đối với người tuổi Dậu sinh vào ngày 29 là người có tấm lòng hiệp nghĩa, thấy khó ra tay cứu giúp, làm người tốt bụng, không nề hà và gian truân, vì nghĩa quên mình, là người có tinh thần của mạnh thường quân. Đối với người tuổi Dậu mà sinh vào ngày 30 là người có vận trình nửa hung nửa cát, nửa mừng nửa lo. Tuy là người đa tài nhiều nghề nhưng lại không tinh thông một nghề nào, thiếu sự chuyên tâm trong công việc nên rất dễ thất bại trong cuộc sống. Nếu có thể phải chuyên nhất theo một nghề thì mới có cơ hội làm nên sự nghiệp. Và những thông tin ở trên với những ngày sinh đại cát đại lợi của người tuổi Dậu thì cũng như là vận trình từng ngày sinh cụ thể, giúp cho bạn đọc có một cái nhìn toàn diện hơn, đầy đủ hơn về cuộc đời,
Từ đó có thể lựa chọn đúng đắn cho tương lai, đón cát tránh hung, phát huy ưu điểm và bổ sung khuyết điểm, dần hoàn thiện cuộc sống của mình, sao cho mình có cuộc sống ngày càng phong phú và thuận lợi hơn. Bởi trong cuộc sống vẫn có câu nhân định thắng thiên, với người có tấm lòng tốt, có chí nỗ lực tốt thì chắc chắn sẽ góp phần không nhỏ trong việc cải số đổi vận. Nên dù chưa sinh vào ngày tốt cũng đừng buồn bã và đừng chán nản. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.